tiểu sử diễn viên Thanh Thức. Thanh Thức tên đầy đủ là Phạm Thanh Thức, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1984 tại một vùng quê nghèo tỉnh Trà Vinh, là một diễn viên, người mẫu nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam. Sở hữu gương mặt lạnh, nam tính lịch lãm và chiều cao lý tưởng là 1m81, Thanh Thức là gương mặt người mẫu xuất hiện trong nhiều sự kiện thời trang lớn nhỏ trong nước. Ngoài ra, anh còn được biết đến qua nhiều vai diễn phim truyền hình, đều đặn qua từng năm. Nhờ vào thân hình chuẩn và vẻ đẹp rắn chắc, khỏe khoắn, cộng thêm một gương mặt sắc nét, năm 2006, anh đã tham gia và giành giải ba cuộc thi thời trang xuân do Nhà văn hóa thanh niên tổ chức. Cũng từ đây, anh chính thức bước chân vào sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp. Ngoài ra, anh còn thường xuyên xuất hiện trong chương trình thời trang và cuộc sống của HTV7 và nhiều chương trình thời trang khác, bao gồm Phong cách đam mê, Duyên dáng Việt Nam, Thời trang và cuộc sống, Hoa hậu thế giới người Việt. Là nam người mẫu chuyên nghiệp, sáng giá, nhưng Thanh Thức nhanh chóng rẽ hướng sang sự nghiệp điện ảnh. Theo anh chia sẻ, nghề người mẫu đào thải lẹ lắm, chắc vài năm nữa, tôi cũng hết được diễn rồi, ai cũng có một thời trên sàn kết quắc thôi. Tôi đang chuyển hướng đầu tư, đi tiếp con đường nghệ thuật qua điện ảnh. Năm 2008, Thanh Thức xuất hiện lần đầu qua màn hình rộng khi tham gia bộ phim điện ảnh Khi yêu đừng quay đầu lại, là một bộ phim được đánh giá tốt của đạo diễn Võ Nghiêm Minh. Sau đó, anh bắt đầu dần dần rời xa sàn kết quắc và chính thức bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, truyền hình qua các phim Anh Chàng Đã Đi Ngược Thời Gian, Đối Mặt, Lóc và Người Đẹp, Siêu Mẫu Si Trung, v.v. Cũng giống như nhiều diễn viên khác, Thanh Thức cũng gặp nhiều khó khăn và áp lực khi mới bước chân vào nghề diễn xuất. Anh cho biết, trước đây, nghệ thuật với tôi là cái gì đó rất xa vời, tôi nghĩ nó không dành cho mình và chỉ mong có một công việc nào đó ổn định, cuộc sống bình lặng. Chính vì vậy, thời gian đầu vào nghề, tôi lạc lõng, hụt hẫng vì gặp khó khăn về kinh tế. Công việc tôi khi đó không ổn định, không có nhiều show diễn hay dự án quảng cáo. Tôi hoang mang vì không biết hướng rẽ của mình có đúng hay không, có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Sau gần một năm loay hoay với nghề, Thanh Thức vượt qua mọi thứ để tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Nhờ ham học hỏi, nhạy bén và yêu nghề, nên anh đã nhanh chóng nâng cao khả năng diễn xuất của mình. Hoạt động trong môi trường nghệ thuật, Thanh Thức kiên quyết tránh xa những câu chuyện ồn ào mà chỉ chú tâm vào làm nghề. Chiều cao, sự lịch lãm, nam tính giúp Thanh Thức trở thành gương mặt diễn viên được yêu thích, dù thực chất anh đến với nghệ thuật bằng lĩnh vực người mẫu. Sau hơn 18 năm hoạt động nghệ thuật, Thanh Thức tự hào vì mọi người nhận xét vẫn giữ được chất hiền lành, thật thà ở cả ngoài đời lẫn trong phim. Trong một lần được phỏng vấn, việc được hỏi có học trong trường đào tạo diễn xuất hay không, đó là điều khiến anh cảm thấy tự ti. Lý giải về chia sẻ này, Thanh Thức bộc bạch, là người mẫu bước qua làm diễn viên, tôi không được đào tạo chuyên nghiệp, đó là trở ngại, khó khăn của tôi. Tôi muốn phát triển, thì đòi hỏi phải rèn luyện nhiều hơn, anh chia sẻ. Trong quá trình làm nghề, Thanh Thức thấy mình phù hợp với những vai diễn trầm tính, nội tâm. Anh chia sẻ thêm, nếu để tôi vào vai sốc nổi, bốc đồng, tôi nghĩ mình không làm tốt được, có thể tôi sẽ diễn được nhưng nó không phải là thế mạnh. Thanh Thức xem việc theo đuổi diễn xuất là nghề chọn mình. Khi tôi làm công việc này, ban đầu gia đình không ủng hộ, mọi người muốn tôi làm công việc ổn định chứ không thích phiêu lưu. Khi tôi thuyết phục người thân, tôi phải làm cho mọi người thấy mình chọn đúng nghề, tạo được giá trị cho bản thân và xã hội, anh bày tỏ. Tham gia đóng phim kể từ năm 2008, cho đến nay cũng được 16 năm, anh đã có trong tay tổng cộng trên 60 bộ phim truyền hình và điện ảnh, trải đều theo các năm. Nổi bật phải kể đến một số phim như Duyên Trầu Câu, năm 2013. Đây là bộ phim truyền hình chiếu trên HTV, phim xoay quanh câu chuyện về những người trẻ làng nghề truyền thống, trồng trầu câu vùng ven thành phố, đối diện với cơn lốc đô thị hóa. Chàng người mẫu điển trai Thanh Thức, hóa thân vào nhân vật Hai Hùng, một anh chàng miệt vườn, có tham vọng ứng dụng được những kiến thức đã học để phát triển kinh tế của gia đình và vùng quê. Thanh Thức cho biết, đây là bộ phim mang lại cho anh nhiều kỷ niệm nhất. Qua phim anh hiểu rõ hơn về phong tục trầu câu và những làng nghề truyền thống Việt Nam. Thanh Thức nổi bật ở làng người mẫu,
bởi sở hữu gương mặt nam tính, lạnh lùng. Chính từ những điểm đặc biệt này mà khi lớn sân phim ảnh, anh thường được các đạo diễn giao cho những nhân vật cá tính, mạnh mẽ, đôi khi là bất cần. Thực tế có thể kể đến như Hoàng Phi trong phim Romeo và Juliet của đạo diễn Y Thần Trần, Duy Tường trong phim Đối Mặt của đạo diễn Nguyễn Quang, Hải Anh trong phim Anh Chàng Đi Ngược Thời Gian của đạo diễn Ngọc Ngân. Không dừng lại ở đó, với bất cứ nhân vật nào, nam diễn viên Trà Vinh vẫn chứng tỏ được sức bứt phá mạnh mẽ của mình. Khán giả có thể nhận thấy diễn xuất linh động của anh trong những bộ phim tiếp theo là Siêu Mẫu Si Trung của đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà, Lóc và Người Đẹp của đạo diễn Hồng Ngân, Chân Dung Tình Yêu của đạo diễn Đặng Thái Huyền, hoặc nhân vật Sim trong phim Nghiêng Nghiêng Dòng Nước của đạo diễn Nam Quang. Hình ảnh nam diễn viên được nhiều khán giả yêu thích và biết đến nhiều khi tham gia vào bộ phim Đình Đám Gạo Nếp Gạo Tẻ năm 2018. Theo anh chia sẻ, anh nói với gương mặt rạng rỡ, bao năm trôi qua, phim truyền hình miền Nam mới có một bộ phim được chờ đợi và yêu thích như phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Nhiều tình tiết trong phim đến tôi cũng không nhớ, vậy mà khán giả vẫn nhắc, vẫn hỏi. Thanh Thức kể, lần đầu anh được một người bạn bên sản xuất mời đóng vai Tường của Gạo Nếp Gạo Tẻ với lời nhắn nhủ, vai này không nhiều nhưng là vai đẹp, chuẩn soái ca. Nghe qua, anh liền nhận lời. Anh cũng cảm nhận được vai Tường không có biến cố, kịch tính, nhưng lại nắm vai trò kết nối câu chuyện. Gần 80 tập phim trôi qua, nhân vật Tường không xuất hiện nhiều, nhưng vẫn để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. Đó là một giám đốc nhân hậu, điềm đạm, yêu thương Hương vô điều kiện. Nhân vật Tường xuất hiện như vị cứu tinh của cuộc đời Hương, đưa cô khỏi vùng tối đau khổ của hôn nhân địa ngục. Xem Thanh Thức diễn mà như không, một người bạn của anh nhận xét, phong thái của Tường không khác gì Thanh Thức ngoài đời là bao. Có thể thấy, anh tham gia vào các dự án phim đều đặn qua các năm, ít nhất là 3 phim trong một năm. Năm 2020, anh tham gia loạt phim Yêu Trong Đau Thương, Gạo Nếp Gạo Tẻ 2, Vua Bánh Mì, Mẹ Ghẻ, Nghiệp Sinh Tử. Đến năm 2023, anh xuất hiện trong các bộ phim như Nữ Chủ, Thử Thách Cuộc Đời, Có Hẹn Với Yêu Thương, Chúng Ta Phải Hạnh Phúc. Dù không phải chuyên ngành được đào tạo bài bản, nhưng với những bộ phim, những vai diễn có cơ hội tham gia, đảm nhận, Thanh Thức đã cho khán giả thấy được sự trưởng thành của mình. Và tại thời điểm này, chàng người mẫu diễn viên đang bứt phá mạnh mẽ với công việc tay ngang. Về đời sống riêng tư của nam diễn viên, ngoài đời Thanh Thức giản dị, khác hẳn với cuộc sống dư dả trong căn hộ cao cấp bậc nhất ở Sài Gòn, Thanh Thức cho hay, anh xem đó chỉ là phương tiện, bên ngoài mà thôi. Con người tôi từ khi bước chân vào nghệ thuật đến nay vẫn sống như vậy, kết thúc một ngày làm, tôi chỉ mong về nhà sớm, không thích la cà. Nói về cuộc sống hiện tại, anh chia sẻ, anh có người yêu đã lâu năm, là người hiểu và ủng hộ nghề diễn của anh. Thanh Thức cho hay, anh hài lòng với những gì đang có, với anh, đáng quý hơn cả vật chất là mái ấm hạnh phúc. Nam diễn viên vốn kín tiếng, chưa từng chia sẻ chuyện riêng tư trên báo chí, đây là lần hiếm hoi Thanh Thức nói về tình yêu của mình. Cũng vì quan điểm sống đơn giản, Thanh Thức thừa nhận anh và bạn gái không đặt nặng việc phải tổ chức một đám cưới đình đám. Cả hai trân trọng từng giây phút sống của hiện tại và chưa tính đến chuyện kết hôn. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!